Chào tất cả các em. Tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết một chữ mới. Đó là bài chữ chờ. Nào, chúng mình cùng bắt đầu bài học nhé. Cô đố các con, đây là con gì? Đúng rồi đấy, đây chính là con chó. Cô có tiếng chó. Các con nghe cô đánh vần nhé. Chờ, o, cho, sắc, chó. Tiếng chó có âm chờ đứng trước, âm o đứng sau, thành sắc trên đầu âm o. Chúng mình đánh vần và phân tích tiếng cùng với cô nào. Chờ, o, cho, sắc, chó. Tiếng chó có âm chờ đứng trước, âm o đứng sau, thành sắc trên âm o. Rất tốt! Trong tiếng chó, có âm nào mà chúng mình đã được học rồi? Đúng rồi, đó là âm o. Ở những bài học trước, cô đã hướng dẫn các con viết chữ ghi âm o rồi. Bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ làm quen với một âm mới, đó là âm chờ. Đây chính là âm chờ. Chúng mình cùng phát âm nhé. Chờ. Chờ. Cô xin giới thiệu với các con, đây là chữ chờ in thường. Chữ chờ in thường chúng mình thường thấy khi chúng mình đọc bài đấy. Chờ. Còn đây là chữ chờ viết thường. Đều đọc là chờ nhé. Chúng mình cùng đọc lại nào. Chờ. 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 Rất tốt. Chúng mình cùng nhau tiếp tục đọc bài. Hãy ghép âm chờ với những âm mà các con đã được học, sau đó thêm các dấu thanh, dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngắn và dấu nặng để được các tiếng mới nhé. Chúng mình cùng đọc với cô. Chờ, y, chi. Chi, chờ y chi huyền trì, trì, chờ y chi sắc trí, trí, chờ y chi hỏi chỉ, chỉ, chờ y chi nặng trị, trị. Vậy là cô đã nghe các dấu thanh huyền, sắc, hỏi và nặng. Vậy thì còn thiếu dấu thanh nào chưa thêm, chưa thay nhỉ? À, đúng rồi. Đó chính là thanh ngã đấy. Vậy, vị trí của ngôi sao này chính là tiếng chứa thanh ngã các con nhé. Chờ, y, chi, ngã, chỉ, chỉ. Các con đã hiểu chưa? Tương tự như vậy, chúng mình cùng đến phần tiếp nào. Chờ, u, chu, chu. Chờ, u, chu, huyền, chù, chù. Chờ, u, chu, sắc, chú, chú. Chờ u chu hỏi chủ, chủ. Chờ u chu ngã chủ, chủ. Chờ u chu nặng chủ, chủ. Tốt lắm. Tiếp tục nhé. Chờ ư chư, chư. Chờ ư chư huyền trừ, trừ. Chờ ư chư sắc chứ, chứ. Chờ ư chư hỏi chữ, chữ. Chờ ư chư ngã chữ, chữ. Chờ ư chư nặng chữ, chữ. Chờ o cho, cho. Chờ o cho huyền trò, trò. Chờ o cho sắc chó, chó. Chờ o cho hỏi chó, chó.
chờ o cho ngã chõ chõ, chờ o cho nặng chọ chọ. Tốt lắm, bây giờ các con hãy dừng video của cô và luyện đọc lại đánh vần một lần nữa nhé. Các con đã đánh vần tốt chưa? Sau khi đánh vần tốt rồi thì chúng mình hãy cùng nhau đọc trơn toàn bộ bài nhé. Chi, chì, chí, chỉ, chị, chị. Chu, chù, chú, chủ, chủ, trụ. Chư, trừ, chứ, chữ, chữ, chữ. Cho, trò, chó, chỏ, chõ, chọ. Vậy là các con đã đọc tốt các tiếng chứa âm chờ rồi đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết chữ ghi âm chờ các con nhé. Chúng mình cùng quan sát. Chữ chờ được viết bởi hai con chữ, con chữ cờ và con chữ hờ. Chữ chờ có tổng độ cao là 5 ô ly. Điểm bắt đầu, chúng mình cùng quan sát dưới đường kẻ ngang số 2. Viết nét của chữ cờ. Chạm xuống mặt đất. Từ điểm kết thúc của cờ, chúng mình nối với nét khuyết trên, viết chữ hờ cao 5 ô ly. Điểm kết thúc ở giữa đường kẻ ngang 1. Chúng mình cùng quan sát lại nhé. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình viết chữ chờ rồi đấy. Bây giờ thì chúng mình hãy mở vở ra và thực hiện viết bảng chữ chờ nhé. Các con hãy lưu ý chấm điểm bắt đầu cho chính xác. Nào, chúng mình cùng bắt đầu viết bài. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình học bài chữ chờ, viết bài chữ chờ rồi đấy. Chúc các con viết tốt và viết đẹp. Tạm biệt các con.